Hello, xin chào mọi người. Hôm nay Hoàng Phi và bé Huệ lại quay trở lại với chương trình Thưởng thức có trách nhiệm. Và không biết là khách mời ngày hôm nay sẽ là ai đây chị Huệ? Vẫn nhan sắc đó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về một số vấn đề về tình bạn trong... Cảm ơn. Dạ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về một vấn đề, đó chính là... Dạ, mình ăn nha chị. Dạ. Khoan, anh ơi, anh... Em làm đổ tụi anh, em lo rồi. Ê, khoan. Bỏ khẩu trang xuống, bỏ khẩu trang xuống. Trời, tưởng hãy chịu. Em... Ủa, là sao? Dạ, em là... Quay thì vô quay luôn, hẹn lên quay thì vô quay, bưng cái gì? Đâu có, em làm chủ quán đây mà. Em là chủ ở đây. Dạ, quán em. Ủa chụp hả vậy? Dạ thiệt. Quán em, cái này là quán em, là vừa em vừa làm chủ, vừa làm nhân viên, vừa nấu bếp, vừa dọn dẹp, vừa rửa chén luôn á. Vậy là baby chủ quán ở đây hả? Chủ quán ở đây. Ờ vậy thôi, vô làm món đi. Vô làm món đi, hồi nãy kêu cũng hơi nhiều. Làm xong rồi vô quay. Lỡ quay rồi thì em ngồi luôn. Hả? Dạ, chủ quán thiệt hả? Chủ quán thiệt, tại vì dịch vừa rồi nè, em đâu có đi làm gì được đâu, cho nên em mở quán này. Tôi đã cố quên đi cái nỗi đau về dịch luôn á, mà baby còn nhắc lại nữa. Ủa sao vậy? Hả? Có đâu mà đau, trời ơi, giờ mình làm nghề không được, mình không đi diễn được thì mình đi kiếm cái khác mình làm. Chẳng hạn như này, trời, em này nha, ban đầu là em phải làm mở quán đâu, ban đầu là em đi làm cái khác nữa. Sao em có cái vốn em mới mở quán á. Làm gì nữa? Em đứng ở ngoài mấy cái chỗ... mấy cái đầu hẻm thì bán bánh mì, bán xôi thì chứ. À, phải thêm cái vụ bán bánh mì nha, chứ đứng cái đầu hẻm là khó chịu lắm nha. Đó, thì bán một thời gian rồi bắt đầu mới lên quán nè. Quá đáng thiệt. Ok các bạn, đây là khách mời đầu tiên của chúng tôi, diễn viên BB Trần. Chào mọi người, chào mọi người. À, dạ còn một, khoan, chờ xíu, chờ xíu. Nghe nè chịu. Gửi xe rồi nè. Thì chỗ bán piano gì nè phải không? Chỗ bán đàn gì anh bệnh thôi, tao quán ăn bự cho bá luôn, quán bán đàn gì? Cái gì vậy? Trời, 22 Nguyễn Đình Chính nè trời. Đường nào? Trời, đọc sao thành 22 Nguyễn Đình Chính vậy gái? Cái gì vậy? 22 Nguyễn Đình Chiểu hả? Quay lại đi, quay. Ủa sao vậy anh? Ủa là trời. Ủa, anh có hàng Hải Kiều qua đây nữa hả? Thì BB với Hải Kiều. Ủa nhưng mà tại sao anh có thể đọc lộn thành 22 Nguyễn Đình Chính ta? Quế này là Nguyễn Đình Chiểu. Anh ơi, chị có bị não cá vàng. Anh phải nói rõ ràng. Anh nhắn tin hay là làm cái gì cho bà? Thì nhắn tin thì báo địa chị thôi. Trời ơi, chị là chuyên gia đi lộn đúng anh. Có nhiều khi nhắn quận 3 mà ra tới quận nhất luôn á. Trời đất ơi. Nhiều lần lắm rồi. Ok. Tại vì cái nghề, cái ngành nghề của chị mà chị bị bệnh nghề nghiệp á. Chạy xe ôm mà. Khủng không kẹt thiệt. Vì nói riết lưng ra ta tưởng mình làm tùm lưng nè. Em là mở quán, còn Kiều là xe ôm công nghệ. Chứ giờ đâu có còn diễn nữa đâu. Trời, tôi làm chung với bạn mấy năm rồi mà mấy bạn cứ gạt tôi hoài vậy. Giống như, ủa vậy chứ anh cũng vậy thôi, có khác đâu, anh chỉ bán gấu bông nè. Ê đừng giỡn nha, đây là bạn gái. Ồ, con gái hả? Con gái á. Tại gì á? Chứ thấy người đàn ông nào mà môi gợi cảm với cái mái tóc này. Nó nhìn con gái gì mà kỳ vậy trời. Thôi bỏ Huệ, người ta không biết. Giận người ta không hiểu. Đang giận. Người ta không hiểu Huệ chứ không phải là do Huệ, hiểu không? Nhưng mà Chiều đâu? Thì đang tới. Ok, giờ chúng ta sẽ chờ Chiều và cùng nhau đến với chương trình Thưởng thức có trách nhiệm. Tan tan. Wow. Đây là cái buổi đi nhậu nhiệt tình nhất mà tôi từng tham dự luôn á. Từ từ BB, đừng có ăn trước BB. Khi nào mới được ăn vậy? Thì chừng nào Chiều tới rồi mình mới được ăn. Chứ tôi cũng muốn ăn lắm á, nhưng mà... Ôi. Trời ơi. Mấy giờ BB? Hello. Gì đâu à, tối con chờ được có 2 tiếng đi nhiều. Với lại giờ cũng rảnh quá, có làm gì đâu thì mình ngồi đợi thôi chứ. Con có bao nhiêu vậy? Chiều ơi, Chiều. Thứ nhất là Chiều đi trễ. Không phải đi trễ. Nè, biết rồi. Giả bộ đi trễ, chạy thêm mấy cút phải không? Xe ôm công nghệ. Thấy giống không? Mặc bộ đồ này, mặc áo gió này kia nữa kìa, thấy chưa? Mà tôi không hiểu tại sao có thể lộn từ Nguyễn Đình Chiểu mà qua Nguyễn Đình Chính.
cái chịu với cái chính nó giống nhau dữ lắm. Rồi nghe nói Nguyễn Chịu mà lúc này gió tạt á, trời hành chính hồi nào không hay. Ủa rồi vô trong đó là ngồi kiểu chễm chệ trong tiệm người ta rồi hỏi là chừng nào mới quay. Sắp vào đời cái đàn hả chú bộ? Trời. Ủa là tính vô trong là ngồi đàn tính luôn hả? Sắp bển rồi à. Trời ơi đi lên nhà dân gặp nhà fan nữa tính vô ăn cơm luôn á. Đâu có biết là đi lộn chỗ đâu đúng không? Trời chắc quê chết luôn á. Thì có giống như là tao tưởng là hôm nay nghệ sĩ rảnh đi vô thăm nhà dân hay sao á. Nhưng mà thay vì người ta rảnh cái thời gian người ta vẽ chân mày, người ta vẽ là mấy cái nếp nhăn trên não đi để cho nó. Thôi thôi mình đâu có nói chuyện não. Ok giới thiệu với Triều. Giới thiệu với Triều nha. Chào mọi người, mình là Hải Triều. Ok, mình quay nha, để được, dễ nha. Được. Ok, xin mời các bạn đến với chương trình thưởng thức có trách nhiệm mà. Rồi, ăn uống thôi. Khoan ạ. Vô. Khoan ạ, bình tĩnh ạ. Trò chơi mà, mình tới mình phải có luật chứ đúng không? Ủa, luật gì anh? Có luật của chương trình, nó có vài những cái gạch đầu dòng nhỏ nhỏ. Em nghe nói hôm nay tới đây là ăn uống. Đúng rồi. Nè, ăn rồi uống trà đá này kia nè. Thì ăn uống nhưng mà nó cũng phải có luật chứ, đúng không? Luật gì nữa? Đây, thứ nhất, luật đầu tiên đó là mọi quyết định của chị Huệ đưa ra phải tuân thủ tuyệt đối. À. Luật thứ hai sẽ có 3 từ bị cấm, đó là từ uống, từ ly và từ vô. Trời chơi gì khó vậy anh? Trời mấy ba bạn cái từ đó là ba cái từ hay nói nhất trong bàn nhậu luôn á. Thì tại mấy bạn nói tốt quá cho nên tôi phải đưa ra cái đó để hạn chế lại, hiểu không? Trời chơi gì mà cắt cớ. Đúng rồi. Ok, rồi. Rồi ăn thôi. Vô. Trời ơi, chưa mọi người ơi. Lỗi lắm luôn. Còn một luật nữa, còn một luật nữa. Đó chính là đây là chiếc bình thần kỳ. Trà đá chứ bình thần kỳ gì. Đây là bình trà đá thần kỳ. Bình nhôm ở chợ. Trong bàn của chúng ta có 3 người. Ừ. Phi sẽ là người đi đầu. Ồ. Ví dụ Phi đặt tay lên. À. Thì mọi người phải đặt tay lên theo. Ai đặt trễ nhất uổng. Bị. Đúng không? Ví dụ nào Phi để lên. Rồi. Bibi để lên là Chiều uống. À. Thì cái người thì Chiều có quyền làm điều đó ở cái lần tiếp theo. Ừ. Bất kỳ lúc nào có thể chỉ cần để lên cái là cứ ai trễ là bị uống. À. Không biết không? Là một cái phản xạ phải đúng rồi. Người à ok. Lúc đó ai muốn làm ai muốn đặt lên cũng được. Ừ như khi đang nói chuyện bên quê cứ để tay lên okay. Cái là thua. Ok. Người nào để sau cùng là thua. Vậy thôi em để vậy luôn. Đâu có được, không lẽ dành rồi. Không lẽ dành rồi ăn nguyên buổi để vậy hết. Rồi, thêm một lần nữa chúng ta sẽ không gọi nhau bằng Hải Chiều, bằng Bibi, bằng Phi nữa. Trời ơi, tôi chơi gì mà trăm điều khó, ngàn điều khó vậy? Ủa chứ các bạn nghĩ đơn giản mà Huệ tới mời các bạn tới đây ngồi ăn uống phủ phê kiểu này hả? Ủa, mình đi nhậu không cần Huệ cũng được. Khùng quá, không được, nhiều lắm. Chọn một cái tên nữa hả? Ừ. Tên. Ví dụ như tôi tên Hoàng Phi, tôi sẽ đổi tên. Ngày hôm nay tôi tên là... Hồng Phượng. Hồng Phượng. Đúng không? Nam tính quá vậy. Mình đổi tên từ tên trai qua tên gái. À. Đó, lấy chữ đầu thôi. Ví dụ Hoàng Phi là mình đổi thành Hồng Phượng. Vậy thì tên trai là gì? Bảo Bảo đi. Thì bây giờ mình sẽ lấy là Bông Bông. Không, nói tên thiệt kìa, cái gì Bảo? Quốc Bảo, Trần Bảo. Phan Quốc Bảo. Hai chữ thôi, Quốc thì Bảo. Thì bây giờ Quốc Bảo thì mình đổi là Bảo thì mình đổi thành Bích đi. Bích. Bưởi được không? Quýt bưởi, trời ơi. Ừ, dễ sợ luôn á. Ok. Nghe rất miền Tây luôn. Quýt bưởi. Quýt bưởi. Hồng Phượng. Cẩm chướng. Cẩm chướng. Khó chịu nha, bị khó chịu, không biết Bibi có thấy gì không? Không nào mà. Cẩm chướng. Ok, cứ lộn tên là mình cẩm sẽ phải uống nha. Rồi, quýt bưởi ở đây là Hồng Phượng, quýt bưởi, cẩm chướng. Tên nghe hiền lành quá. Hồng Phượng nghe cái tên nó dẫn chương trình lắm. Dẫn chương trình lắm thiệt. Vâng, và bây giờ MC Hồng Phượng. Đúng rồi. Xin được phép nâng ly để bắt đầu áp dụng những cái luật của chúng ta được không nào? Dạ, được. Ok, mời. Áp dụng chưa? Áp dụng rồi. Mình vô một cái là mình bắt đầu nha. Một. Không, nó thì vô luôn đúng không? Nhắc lại ba từ nè. Uống. Ly vô. Vô. Đó. Rồi. 1 2 3 Ra. Ra. Thôi vô. Ăn. Rồi ăn thôi. Thôi ăn cái dầu trước đây. Ủa nhưng mà Phượng ơi. Ơi. Phượng vẫn phải nói chứ. Thì Phượng không phải kêu Hồng Phượng hết nha. Quốc cười. Hồng Phượng. Mọi người ơi, tại vì Phượng đợi cũng lâu rồi cho thì cho Phượng ăn một miếng rồi mình. Ủa có tao chưa cắt đi Phượng. Nhưng mà Hồng Phượng là dẫn chương trình mà. Dẫn chương trình thì cũng phải được ăn chứ. Ngon nè. Ngon á.
Trời, để tôi ực. Ực, ực cái gì? Bia. Uống. Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Hồng Phượng bị rồi này. Mời Hồng Phượng. Thật ra lúc đầu mà đặt luật ra tôi cũng có đấu tranh rất nhiều, hiểu không? Đặt luật ít thôi, tại vì tôi uống rất nhiều. Đó, hai lần, hai lần luôn. Huệ, chị Huệ làm chứng nha chị Huệ. Rồi, đó, ực đi. Rồi. Lần nữa chứ. Lần nữa, hai lần lận. Rồi, sao nè? Sao? Vừa mới làm gì đó? Tôi vừa mới chịu phạt vì những cái lời nói ngốc nghếch của mình. Nhưng mà cái luật lần sau quên tiêu ta. Luật nói mấy từ đi quên rồi ta. Ring. Không được nói chữ ring. À. Không được nói ô và y. Ôi, nói tiếng mà chú thế là không hiểu tiếng Việt luôn. Mình làm việc với nhau cũng lâu rồi ha. Mà đây là Ủa, cái ấm xinh đẹp quá vậy. Trà có đang hồi không ta? À, trà la đi bia. Ủa, mới nói gì hả? Mới nói cái ly á. Ờ, hẹn vô. Chết rồi, chưa gì chưa mà đã say hết rồi. Đó, đó. Cũng nào, cũng nào. Hai bạn thôi, tôi đâu có bị gì đâu. Tôi đâu có bị gì đâu. Có chứ. Có chứ. Tôi bị cái này. Ừ, thì đó. Bị vô. Ê, ba lần. Hai. Tình huống vừa rồi vừa... Ơ, không. Phi thua. Phi mới là người được đặt đầu tiên chứ đâu phải chịu. Ai vậy? Kêu tên ai vậy? Mình mới kêu tên ai vậy? Phượng hả? Không, Phượng à. Ờ, tôi tên Phượng hả? Okay, quá giận, chưa vô cái gì hết rồi đâu. Quá gì mình quá... nói gì nữa à? Tuyển tập phạt nha mọi người, tuyển tập phạt nha. Cho vòng này. Hay. Thật sự á. Đấy chưa, thưa các bạn. Bưởi, Phượng và Chướng thật ra đã làm việc với nhau lâu rồi. Nhưng mà đây là lần, một trong vài lần hiếm hoi chúng ta ngồi chung với nhau để trò chuyện. À, để trò chuyện. Để trò chuyện. Bây giờ phải sắp chữ trước trong đầu không? Không dám nói bậy. Lâu rồi mới có cái cảm giác mà nói chuyện. Nói chuyện không lưu lót vậy. Nói chuyện mà phải dè chừng. Phải cẩn thận. Cẩn thận cái gì? Từng ly từng tí. Lỡ như mà mình nói sai một cái gì từng đó gì? Từng ly yên ngắn. Chữ nhiều quá, không. Từng ly yên ngắn. Tôi chỉ nói, nãy giờ nói 4 lần rồi. Không. Đầy ly đã. Mình phải tính chính tả chứ mọi người. Không ạ, không ạ, Văn nói khác ạ. Ủa, thì chứ phải nói sao? Từng chút một. Sai mà còn cãi. Rồi, không biết là hai người Chướng và... Chướng gì? Chướng và Bưởi làm việc với nhau, kết hợp với nhau đã bao nhiêu lâu rồi? Cả ngàn năm trước rồi. Cái gì? Khán giả nghe tưởng thiệt đó nha. Nghĩa là cả ngàn năm trước rồi. Hay quá. Hai cái con bạn cuốn này. Thần kỳ. Cái ấm thần kỳ. Mà ghé lắm. Mọi người nhìn coi. Để kế bên hai tay. Tôi xa là xa luôn mọi người. Rồi. Không biết bây giờ chính xác là Bưởi với lại Chướng là làm việc với nhau, chính thức kết hợp với nhau để làm sản phẩm chung là bao nhiêu lâu rồi? 6-7 năm gì đó. Ra là nhìn nè, là Quýt Bưởi viết ẩm Chướng từ cái lúc 2013. Là lúc chưa Chướng á? Là chưa Chướng, nó chưa Chướng. Nó mới cầm thôi chưa Chướng. Thì đó là hai đứa gặp nhau trong quán cà phê, biết nhau là nghĩa là biết nhau theo chuyện thông tin qua thôi. Như hai đứa con gái mà sật ngang nhau nhìn nhau đi gặp ngang, nhau gặp nhau trong quán luôn. Quán cà phê kể là trước đó đã biết nhau trên những cái video clip trên mạng rồi. Xong rồi vô quán gặp nhau, vô tình gặp nhau. Cái gì tình vậy thôi? Vô tình. Vô. Cái vô. Nãy giờ, hồi nãy Bưởi nói là phải đúng chính tả. Thì nếu không thì cái văn đó mình đã bỏ qua. Đúng rồi. Cái sự vô tình nó khác. Được rồi, tôi. Vâng, chúng ta quay trở lại với câu chuyện trong quán cà phê của Bưởi ạ. Thì đó, thì hai đứa mới tình cờ gặp lại gặp nhau. Rồi đó, gặp nhau cái chào nhau sao nè. Rồi xong đó. Thôi hết rồi đó, không nói nhau câu nào luôn. Chỉ là chào nhau thôi. Sau đó tới năm 2014 thì cái lần đó là có một cái event là mời hai đứa diễn chung. Cái đầu là Cẩm Chướng mới mời Quýt Bưởi đi diễn cặp với nhau. Là từ đó bắt đầu mới hợp tác nhau là năm 2014 á.
2014. Nhưng mà trong cái mối quan hệ, nó hơi bị nghe mệt quá. Cái mối quan hệ tương tác này thì ai tương tác, ai là người lớn hơn? Chị kiểu thì BB là người ở trên rồi, lúc nào cũng đóng vàng chị mà đó, tôi muốn hỏi vậy đó. Còn mà nếu mà những đóng mà ví dụ con dâu bà mẹ thì là cẩm chướng sẽ đóng mẹ. Mới đầu Phượng thấy chướng và bưởi. Phượng nói là tại sao hai người này có thể kết hợp chung? Bởi vì hai người trên đó rất tương đồng. Chính xác. Đúng không? Cái màu rất giống nhau. Đúng rồi. Và thường thường khi mà nghệ sĩ bất kỳ một cái vai trò nào, khi một cái người giống màu với mình rap lại thì họ sẽ nó sẽ giảm điểm đi. Nhưng mà Phi thấy chướng với Phi hoài. Phi hoài. Phi hoài. Hay lắm. Có tự trọng. Được. Tự giác. Được. Thôi, chung cái nè. Bảo huynh đệ. 2, 3. Vô, vô. Yeah, yeah, yeah. Mời, mời, mời. Tôi tình nguyện không? Hết cái khúc này. Để được thả lòng mình. 1, 2, 3. Vô, vô, vô. Chịu bạn mà. Chịu bạn mà. Thế nhưng mà đã nói rồi phải thêm nữa. Một góc này nữa. Một góc này nữa. Ok. Tôi thấy lòng thành của quýt bưởi. Thế mà mới cầm đổ ào. Đổ mình nửa ly. Nửa ly. Nửa ly. Hay quá. Tuyệt vời. Sao? Tốt nhất đừng xen vô câu chuyện người ta. Cái bài học rút ra đó là nhiều chuyện đúng. Lúc nào cũng đúng, không tốt hết. Cũng không tốt đâu các bạn à. Mình ra một cái nào. Mình ra. 1, 2, 3, ra. Thật ra Phượng thấy như thế này. Phượng thấy thắc mắc. Điều gì? Hay là Phượng thấy cái này? Điều gì làm cho bưởi và chướng có thể bên nhau làm việc lâu đến như vậy, mà khi hai người rất giống nhau về màu sắc, về các thứ? Cái đó là cái quýt bưởi rất là sợ. Sợ ngay từ đầu là tại vì sợ. Không phải gì mà sợ người ta so sánh. Có nghĩa là người ta hay bị so sánh là cả hai cùng giả gái. Thì người ta so sánh là ai đẹp hơn, ai diễn hay hơn, ai làm gì đó tốt hơn. Nhưng mà khi mà quýt bưởi á, gặp cẩm chướng á, mình cũng có hơi sợ thiệt. Tại vì cẩm chướng lúc đó đinh giả gái là gọi là đỉnh cao luôn á, là quá đẹp, quá xuất sắc rồi. Cho nên mình cũng hơi e dè là ồ, rồi mình có bị đem ra so sánh hay là mình có bị chê này kia không. Mình cũng hơi ngại chứ. Mà sau đó mình nghĩ không, cái người này là cái người để cho mình học hỏi. Mình theo họ, mình học được những cái cách mà họ làm việc, hoặc là cái cách họ diễn xuất, những cái kỹ năng của họ đó mình học được. Cho nên mình nghĩ mình phải lợi dụng. Mình đó, phải lợi dụng. Oh my god. Trong mối quan hệ chị em này có sự lợi dụng trong đó nữa. Nhưng mà lợi dụng theo hướng tích cực, đúng không? Mình lợi dụng để cho cả hai đều tốt, đều đưa nhau lên. Đưa nhau sao lên? Đưa. Nhau lên. Té còn có bị dính từ nào hả? Cũng một cái nào. Rồi. Yeah. Ra. Không ai dám nói. Vừa rồi lấy ý kiến từ bưởi. Còn chướng thì sao? Khi mà chướng thấy bưởi xuất hiện trong cái con đường sự nghiệp diễn xuất sợ của mình không, thì chướng cảm thấy như thật thế nào? Đó là dây dặn măng mọc. Sợ chứ. Cái này không biết mọi người có tin không, thì hồi đó giờ diễn chung với tất cả mọi người á, không có sợ là bị mọi người giống như là sau này sẽ bị mọi người lớn ác. Tại vì á, không có ai mà có cái mà cà lâm như tôi hết trơn. Có những cái dắp giáp và những cái gớm ghiếc như tôi, cho nên cũng nghĩ là không ai bắt trước á. Và thứ nhất, thứ hai nữa là lúc mà coi quýt bưởi đó thì là một người diễn ok nè, hợp với mình, và cảm nhận là nó không bao giờ bị trùng hợp được hết đó. Tại vì hai đứa là trùng màu, là hai đứa hai nét khác nhau rồi. Tại vì khi mà làm gì cũng phải suy nghĩ chứ, rủi mà thí dụ mà kết hợp rủi bụp cái
nói thẳng là đuổi nó nổi tiếng hơn rồi mình bị thua suốt làm sao nó vậy. Nhưng mà đường cái là nhìn ra được là hai đứa hai nấy khác nhau cho nên không có sợ ba vụ đó, hiểu không? Với lại một phần nữa, ngay cả thời điểm bây giờ nữa, hai đứa mà có làm cái gì cũng không có sợ, bởi vì là hai đứa đã làm được hai cái nét khác nhau rồi. Với lại nghĩ là một phần nữa tất cả mọi người đều có một cái nét riêng của nhau, không có hòa lẫn với nhau được. Đâu hòa lẫn nhau đâu, không hề hòa lẫn. Câu chuyện làm cho tôi bị nhìn vào cái sự u mê. Hòa lẫn. Nhưng mà thật ra nói thiệt nha, Phượng á, Phượng hay đem cẩm chướng và bưởi để nói để hướng dẫn cho mấy bạn trẻ. Ủa? Là bài học á, lấy bài học á. À. Cái này xấu lắm nha, đừng có đi theo. Cái sự cạnh tranh trong nghề của mình lúc nào cũng phải có, đúng không? Đúng. Nhưng mà khi mà để cạnh tranh nhau mà không, không bằng và không lành mạnh thì nó sẽ làm mọi người hiểu sai về cái công việc của mình. À, nhưng mà đây, Phi. Phi, cái anh Phi mà bên kia đường á. À vậy hả? Cái bãi không bằng Phi hả? Không, cái anh Phi ở bên kia đường. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Thì anh đã nhắn tin anh hỏi Phượng. Wow. Phượng, anh nói gì Phượng? Anh nói lùm la thì. Anh nói Phượng. Không nhớ nói cái gì luôn á. Phượng xỉn này nha. Thật ra cái điều mà BB thích nhất của cái bạn diễn viên Hải Kiều á, chứ không phải cầm chướng là cái người đang ngồi đây. Mà Bi nào ha? Hả? Bi nào ha? Tự nhiên hỏi chơi mà hỏi tùm lum tao đâu. Bởi vậy. Ôi kìa, cầm chướng có thấy gì không? Tay trong tay. Tay ta ực thôi. Điểm mà Bưởi thích nhất đối với chướng là cái gì? Không có. Cái điểm tích cực nhất. Cái điểm là rất là kỹ lưỡng. Rất là có nghĩa là làm cái gì cũng để cái tâm trong đó. Trước giờ mình cứ nghĩ là làm hài là mình phải làm kiểu mà xấu gớm gớm. Có nghĩa là giả gái cũng vậy, mình phải làm cho khán giả mà người ta coi người ta phải bật cười là tại những cái xấu của mình á. À. Nhưng mà ở cẩm chướng là cẩm chướng không. Không nhất thiết giả gái là phải xấu, giả gái là phải đẹp. Có nghĩa là trước tiên mình phải làm đẹp cái hình ảnh phụ nữ đã. Có nghĩa là cũng tùy nhân vật, có những nhân vật cần xấu thì mình làm xấu thôi, nhưng mà trước tiên mình phải làm cho nó gọi đẹp ở đây là đẹp gì? Là đẹp chỉnh chu á, có nghĩa là tươm tất nhìn ra một người con gái. Chứ đừng có để khán giả nhìn theo kiểu mà giống như ôi vẫn còn có nửa là ở cẩm chướng á. Là thứ nhất là cẩm chướng là đầu tư về make up rồi xong rồi đầu tóc nhìn sao và phải ra dáng con gái nhất mình học được ở đó. Hai đứa đang làm chung nhau mà mình cũng phải làm sao cho mình cũng ngang bằng, đó là cạnh tranh lành mạnh. Đúng, mình làm sao mà mình phải cũng phải ngang chứ không thể nào mà để với một đứa đây mà đứa dưới này thì được. Đó là phải về phải học make up. Chiều nào ta? Chiều. Đúng rồi, đúng rồi. Chiều hãy lấy đồ make up. Ủa, tại sao phải chiều mới lấy đồ? Chiều ra đứng nói sao? Tối không còn tỉnh táo nữa nên là chiều á. Thường buổi chiều đó lấy đồ make up ra, mình cũng ngồi mình làm theo. Mình coi những cái gì mà mình thiếu, giống như là cẩm chướng hay nói là mình thiếu cái gì, mình phải làm gì, tôn cái gì lên đó. Mình sẽ học hỏi những cái đó để mình làm cho mình càng ngày càng hoàn chỉnh hơn, hoàn thiện mình hơn. Không, cái này là Phi. Phi nào? Cái ông Phi bên đường, ông đó quá nhiều chuyện. Vậy hả? Ông Phi ở bên đường, ông biết. Hai anh Phi. Mình mời ổng một cốc được không ạ? Bỏ sao? Cốc tôi sai, tôi thấy ông ngụy biện nữa. Thật ra Phượng phải cảm ơn chướng. Đúng. Chướng cho Phượng một cái suy nghĩ là không cần biết bạn diễn tốt hay không. Nhưng khi bạn bước lên sân khấu, bạn phải tôn trọng khán giả. Đúng. Và bạn phải mang tới những gì đẹp nhất, chỉnh chu nhất cho khán giả. Rồi sau đó mới vào tới phần tâm lý, tới cái thứ. Đúng rồi. Cái phần đó Phượng thiếu và Phượng học rất nhiều ở chướng. Mặc dù chướng dạy cũng chán lắm, chướng dạy không có hấp dẫn nhưng mà vẫn không học hề dạy. Nhưng mà mình học mình có tiếp thu được không á? Tiếp thu chứ. Trời. Hey, hồi nãy là Bưởi đã chia sẻ về cái điều tốt mà của chướng rồi. Và chướng thì chướng thấy cái điều gì ở Bưởi là cái điều tốt cho chướng? Khi mà cái mối quan hệ này diễn ra là ở Bưởi là được một cái là nhìn nhận vấn đề rất là ok. Giống như một vấn đề đó, ví dụ chướng là chướng có thể nhìn nhận nó lan man chút xíu, ví dụ nó mới gom lại. Còn Bưởi là vô cái là nhìn được cái vấn đề đó nhanh hơn chướng.
và có những vấn đề thì nó nhìn được và nó im luôn. Sau này giống như xảy ra chuyện xong mới nói, hiểu không? Được cái chướng rất là xuất sắc, dù đó kín miệng, cái nói kín miệng. Và thứ hai nữa, thứ ba nữa là học cái nết đàn ông từ trưa, từ bưởi á, bưởi đàn ông lắm. Chướng chưa đủ đàn ông sao? Trời, tấm áo da beo này vẫn chưa đủ lên chướng đàn ông. Ba bốn đời vợ rồi đấy trời. Ba bốn đời vợ rồi đấy trời. Là con trai, là đàn ông rồi. Đàn ông đâu có đời vợ với đứa con rồi đó. Giỡn. Phần này tôi bị lắc. Tại vì tôi thân với lại tôi làm việc chung với lại chướng và bưởi cũng trên 5 năm rồi, cho nên tôi hơi bị choáng phần này. Vậy? Tôi là ai vậy? Tôi là Phượng. Tôi là Lý Hồng Phượng. 2 1 2 3. Dạ. Thôi, bây giờ mình chơi một trò chơi nhỏ để coi là hai bạn có cái trí nhớ của hai bạn có tốt hay không. Trời ơi, làm gì có. Một cái trò chơi rất đơn giản liên quan tới một sản phẩm mà mọi người đã nhớ tới hai bạn rất nhiều. Cái gì vậy? Chị em song sinh. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần trò chơi tại thưởng thức có trách nhiệm. Mấy cái bài mà dân ca Việt Nam mình ai hát tốt nhất? À, chị Gia Cẩm Cốc. Đúng rồi. Kinh nổi luôn. Trời, chị Lê. Mời. Câu hỏi là chân 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 chân. Không. Tưởng là càng cúm rồi á. Mời. Cập nhật không? Mời. Đã.